Mày ơi, ra xin mày. Ủa xin. Thằng khốn nạn, của mày lấy khốn nạn. Thằng khốn nạn này. Ông cầm hình cầm cái tên của mày. Ít mau. Thằng khốn nạn. Mày có ít mau. Tao sẽ gọi police đến xích cổ hết chúng mày đi. Police là cái tháo đi tao. Mày đi là không? Ôi giời ơi. Đi nào trước khi tao nổi nóng lên. Tao sợ mày chắc. Đừng để tao nóng. Thằng nóng mày cười hả? Tốt nhất thì mày thả hai đứa nó đi. Có bao nhiêu? Mang tiền đi rồi tao hả? Nhưng mà Dương ơi, là xấu không? Tao không biết. Mày. Ông nó có chân dưới tay mày rồi mà. Muốn lợn này. Mày chết chưa? Mày tan chưa? Mày như thế này. Mày đi ra tao đánh này. Tao đánh tao biết này. Đương nhiên. Mày tin tao đánh nó tan chưa? Tan. Tao mang tiền đấy cho chúng mày. Mày, chúng mày thích tiền phải không? Đấy. Tiền, chúng mày thả nó ra đi. Tao sẽ mang tiền đấy cho chúng mày. Đưa tiền đây rồi tao thả. Đúng thì rồi. Tại thì chúng mày không thả ra thì tao lấy ra tiền. Về nhà bọn kia nó mới lắm tiền thì tao mới lấy tiền. Tao ngu gì, tao thả ra rồi mày không đưa tiền à? Bọn tao sẽ đưa tiền, bọn tao mới đưa tiền nữa. Đúng không? Không? Tao không nói nhiều, mang tiền cho tao. Đàm phán với mày, mày đứng có nói nhiều. Mày đứng có manh động ở đây. Một mình tao đập hai thằng chúng mày luôn đấy. Mày giỏi lên đây. Mày giỏi thì mày đập nó đi. Tao
Ôi dồi ôi. Chúng mày đợi đấy. Tao về tao gọi đồng bọn mày về mới gọi ra hết. Ra đây thì gọi. Mày được lắm. Ôi lỡ. Bắt con ra thủ đi. Để ra thủ đi. Này. Qua đây. Này. Này ra nào. Này. Này. Chết mồm. Đi ra đây. Đây. Đi ra mày này. Đây. Này lấy cái nó đi. Ui ôi, con lợn này, con này phải tao gọi đồng bọn này đi ăn chết. Ui ôi, ui ôi. Anh vô mày, đi, đi lên trên này. Nó bắt con Jara rồi. Ừ. Nhân này ở đâu? Bọn kia nó bắt con Jara rồi. Nó đang bắt ở trên cái cổ điện kia, nó chuẩn bị treo lên cái cổ điện rồi. Sao anh biết? Anh đánh nhau với bọn nó sao nhưng mà anh không đánh được. Nó mạnh quá, nó đông quá. Nhưng mà con Alpha bảo bác ỉa nó muốn đi về. Đi về thì đánh nhau nó xong rồi. Ỉa là quấn cũng được mà, không sao cả. Đi, có chết kia nhờ, đi nhanh lên. Ôi trời ơi, nhanh lên nào. Nhanh lên. Ôi trời ơi, em ơi, chạy nhanh lên. Đi. Ấy, chúng mày nhìn thấy gì chưa? Chúng mày nhìn thấy gì chưa? Ôi trời ơi, thằng Sáu ở trong bao. Ừ, chúng mày vào cứu thằng Sáu đi. Nhưng mà, Jara đâu? Jara anh không biết, vừa rồi anh chạy về thì vẫn còn có Jara đấy. Nhưng mà cơ này ra không thấy con Jara đâu. Hay là nó treo lên cây cổ điện nào rồi, không biết. Ông bị toán rồi kìa nó. Ôi trời ơi. Mày cứu thằng Sáu đi. Anh cứu đi. Anh cứu đi. Chúng mày cứu đi. Anh có Jara, em cứu nó làm gì? Chúng mày phải cứu con thằng Sáu mới biết Jara đâu chứ. Thằng Sáu cơ nên nó còn tỉnh mà. Không tỉnh. Tỉnh. Chúng mày phải cứu thằng Sáu trước đi. Hả? Bây giờ có một mình nhau đánh em à? Hai đứa thì qua phang nó mạnh mà. Em hết tiền đi tập gym rồi. Hết tiền tao tập gym. Anh ở nhà mày có mấy cục tạ. Ở nhà mày tập tạ suốt ngày còn. Không có à? Có à? Không có à? Mày suốt ngày mày đấm anh thì còn gì nữa? Đánh thằng Sáu thì họ không sốt à. Ôi trời ơi, Sáu ơi, chúng mày cứu thằng Sáu đi. Anh cứu thằng Sáu đi chứ. Ui trời ơi, nó đánh thằng Sáu gì à. Ôi làng nước ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi chúng mày cứu thằng Sáu đi anh lên. Em muốn biết là Jara của em ở đâu. Jara phải cứu được thằng Sáu mới biết được Jara ở đâu chứ. Chúng mày cứ nói nhiều thế nhỉ. Thì bắt được bọn nó làm tra khảo chứ. Nhưng mà vừa nãy bọn nó có đánh Jara nhiều không? Có, nó đập nát hết con Jara luôn. Cái này mày không cứu nhanh thằng Sáu đi là chúng nó con Jara còn toang hơn thằng Sáu cơ. Mình ra đánh nó đi. Mình ra đánh nó nè. Ôi ôi, kìa nó dẫm lên thằng Sáu kìa, chúng mày ra cứu thằng Sáu đi. Chúng mày ra cứu đi. Bây giờ em làm thế. Má em, chúng mày định yên lại không? Chúng mày định yên lại. Chúng mày định làm gì thằng Sáu hả? Tiền đâu? Tao, cơ này tao không cần tiền, tao phải lấy bằng được thằng Sáu về. Không mày. Có tiền, không bao giờ tao thả. Mày không thả mà được á? Mày phải thả cha ra của tao mà. Không bao giờ. Mày gian xảo ác độc. Anh cứ coi mình luôn nhá. Tao nói cho mày biết này. Bọn mày thả thằng cháu ra nhanh lên. Tao không thả. Ôi ôi Alpha ơi, em cẩn thận đấy em ơi. Ôi ôi, em cứu Sáu trước đây kìa em mày. Ôi Sáu ơi, Sáu ơi, em còn sống không? Em còn tỉnh không em ơi? Ôi ôi, Sáu ơi, còn tỉnh này. Sáu ơi, tỉnh này, cứu Sáu đi. Ôi chúng mày cứu Sáu đi, cứu Sáu đi trước. Ôi ôi, Sáu ơi, Sáu ơi, tỉnh nó đi. Sáu ơi, ôi ôi, Sáu ơi, cứu. Ôi ôi, con lợn này, mày thả nó ra, thả nó bấy ra. Con lợn này, ta nói cho mày biết cho mày. Ôi ôi, em mà đập mạnh nó lên. Đập nó đi, em đang sau kia, đang sau kia. Ôi ôi, cẩn thận. Ôi ôi, Sáu ơi. Ôi ôi, Sáu ơi, trên tay em có làm sao không, Sáu ơi. Ôi ôi, chú mày. Con Jara đâu? Con Jara của tao đâu? Chúng mày không biết được. Má mày, mày cút ngay, mang con Jara đến đây chứ không thì bọn ta cho mày lên ruộng luôn. Tao không sợ. Mày không sợ? Mày không sợ? Mày đùa tao à? Ôi ôi, em ơi, đập nó đi em ơi. Ôi ôi. Em mày không đánh nó đi à? Ôi ôi.
Ôi ôi, em ơi cẩn thận đấy, cẩn thận nó đánh em toáng ơi. Ôi trời ơi em ơi, cẩn thận đấy em ơi, đập nó đi em ơi, tát nó đi, đập vỡ mặt ra. Ôi ôi dồi, đập vỡ. Ôi ôi, đập nó đi em ơi. Ôi ôi ôi, đập nó đi, đập nó đi. Ôi, đập vỡ. Em ơi cẩn thận đi, thằng này mày đánh em tao à? Mày tính làm sao? Ôi là ơi, em ơi chọi nó sấp mặt ra đi. Em ơi hút của nó sấp mặt luôn đi. Em ơi mày khỏe mà, mày là con trâu mà. Ôi ơi mày còn yêu quái mà, mày đập vỡ đi. Ôi ôi, em ơi mày hút nó đi, hút mạnh lên, đập vỡ đi em ơi. Mày 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 tao nói rồi mày thích Nga không? Bây giờ chúng mày thích làm sao? Tao nói này, bây giờ mày khôn hồn thì giao nộp con Chara ra đây. Tao không giao. Mày không giao à? Đập nó em ơi, đập nó đi em ơi, kéo rồi đập nó luôn. Ôi ôi em ơi, mày đi đâu ơi, em ơi mày đi đâu ơi. Ôi trời, cứu nó. Đập vô, dã nó mạnh lên. Ôi trời, thôi mình đánh đau quá, rồi mình cũng đánh được rồi. Ôi trời, mày ơi, mày làm sao mày cứ để cho đánh mày. Đánh nó đi. Hai con này, tao nói cho chúng mày biết, khôn hồn thì bây giờ giao nộp hết ra đây. Đưa tiền đây. Mày thích tiền à? Đúng. Tiền đấy, tiền cái này lên chỗ police mà lấy. Thứ tao cần chỉ là tiền thôi. Mày thích tiền thì lên chỗ police. Không quan trọng mày hiểu không? Tôi có tiền đâu. Tao bây giờ tao chưa có thôi. Mày không có. Mày cút ra không? Con lợn này. Ông đạp vỡ mặt mày luôn đấy. Mày thích nó hay sao? Bảo mẹ nó. Cút to ra. Nó là anh em của tao. Con cha ra đâu? Con cha ra đâu? Tao không nói. Mày không nói à? Không nói thì hôm nay tao cho chúng mày lên police hết. Tao sợ chắc. Mày không sợ à? Nhưng mà tao sợ đấy. Tao sợ. Ôi trời, em đâu? Mày quật nó đi, em mày đứng đây à? Mày mạnh nhất mà. Sao anh thôi? Đập bố đi em ơi. Đập bố. Ôi trời. Ôi trời. Em ơi, mày ơi. Con lợn này. Em ơi, sao mày lại đi đâu thôi? Mày đi đâu? Mày em đi. Con lợn này. Chúng mày được lắm. Cứu con cháu trước đi, cứu con cháu trước đi. Ôi ôi em ơi, cứu con cháu. Ôi ôi, cứu nó đi. Ôi nó quay lại rồi kìa em ơi. Con lợn này. Mày cút ra kia. Để ông ta cứu con cháu về. Xong rồi chúng mày nộp con cha ra đây. Đưa tiền đây. Tao không đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Tao không đưa tiền đây. Không. Mày thích to mồm không? Không đưa đây á. Tao xử từng đứa một. Mày xử hộ cái. Mày biết không? Mày. Không đưa tiền. Đến nhặt xác của cha ra đây. Mày tích vô hiểu. Mày. Ôi, cứu cháu. Cứu cháu em ơi. Cứu anh cháu đi. Ôi cháu ơi. Cháu ơi, mày còn to hàng không cháu ơi? Tỉnh chưa cháu ơi? Ôi ôi. Ôi cháu ơi. Oh my god, cháu. Cháu sống lại rồi. Ôi ôi. Còn sống không cháu? Ôi rồi. Em ơi. Cháu này. Quay mặt ra đây đi em ơi. Cháu. Em mày không vào cứu anh cháu đi, mày có đứng đấy làm gì? Đừng vào cứu anh cháu đi. Mày đứng ngoài cứu đi. Mày cứu đi. Mày má à em, bố cứu đi không cứu. Anh mày đã cứu. Ôi em ơi. Cháu ơi, tình hình là như thế nào rồi?
Ôi giời, mày còn sống không em ơi? Nó gầy bò lắm rồi. Hả? Nó gầy lắm rồi. Ôi giời ơi, bị bắt mấy hôm mà nó bắt em, nó hút mỡ em à. Nó hút thịt em bố nè. Nó hút mỡ em mà em teo hết đi rồi vậy. Oh my god. Bé cháu ơi đi. Ôi giời. Ôi là làng nước ơi. Cháu ơi là cháu ơi. Anh bé cháu về đây anh ơi. Thôi ở đây mà khóc lóc cái gì nữa. Bé về đi, đi cấp cứu thôi. Anh bốn, anh bốn cõng nó về đi. Anh bốn cõng nè. Ôi giời. Anh bốn. Cháu ơi. Em có lỗ đâu em ơi. Có lỗ đâu. Anh bốn ơi bé về đi. Có lỗ không? Nó không nói được nữa. Nó bị bẻ răng rồi anh bốn ạ. Có lỗ không? Nó bị bẻ răng rồi. Có lỗ không rồi em? Em ơi, em ơi, em có bị đau chút nào không em ơi? Nó đau nhiều lắm anh bốn ạ, đi nó lép hết rồi. Ui, chân tay em có bị làm sao không? Đi, anh bốn ơi, thôi nhân đạo cho anh cháu đi này. Ui, ôi, ôi, em ơi, mấy con quảng không em ơi. Anh ơi, không phải cứu thở được nữa rồi. Anh tìm đi anh. Anh đặt tim cho nó. Anh tìm đi anh. Anh phải chu mồm mà cơ. Anh phải chu mồm mà cơ. Ôi, ôi. Anh chu mồm mà cơ, để nó chu mồm lên. Không không em ơi. Anh đi anh. Mày có ổn không? Không nữa. Ổn không em? Cháu ơi. Hình như anh cháu. Ôi ôi. Ôi ôi. Ổn không em ơi? Có ổn không? Cậu thân anh cháu, mấy ngày nó chưa được ăn rồi mà bị này. Cậu không phải đi anh bốn. Anh xếp tim nó đập mạnh không nào? Ôi ôi, tí nó đập nhẹ lên. Bây giờ mạnh lên đi, cho nó mạnh lên. Anh có hâm đi. Anh bốn có hâm đi. Ôi ôi, trời đưa nó về đi. Đưa nó về, đưa lên bác sĩ đi anh bốn ơi. Anh bốn, điều gì anh thơm anh mới một nhát anh mới cũng tỉnh cho một coi. Tỉnh quá. Đi ra đợi em ơi. Đợi em ơi. Đi, nhanh lên nào. Đi, đi, cho nó về đi. Anh ơi, anh ơi, đi. Ủa, em ơi, tình cảm quá.